Tôi vừa nhận được 5 tỷ vốn từ nhà họ Dương, không ngờ lại gặp phải sự khiêu khích của một thiếu gia ở Bắc Kinh. Trên máy tính của mình, cả hai nhanh chóng chọn cổ phiếu tương ứng của. Cổ phiếu được Đại Thiên chọn có tên là Pixel Aesthetics. Tôi nhớ rằng, không có biến động nào về hai cổ phiếu này. Hai cổ phiếu này chưa bao giờ có mức tăng hoặc giảm mạnh trong những năm qua. Lần này tôi chỉ có thể dựa vào chính mình. Hai người ngồi đối diện, vũ khí chiến đấu chính là hai cái máy tính. Tôi nói thật với bạn, anh bạn quê mùa, hôm nay bạn sẽ thua. Khi bạn bò trên sảnh thì tôi sẽ quay lại video làm tí kỷ niệm cho bạn ở Bắc Kinh. Tôi sẽ giúp cậu bảo quản nó thật tốt. Không chắc ai thắng ai thua, bây giờ chúng ta đã chọn được cổ phiếu. Bắt đầu thôi nào. Đại Thiên bắt đầu ngay lập tức. Lần đầu tiên anh chuyển số tiền 3 tỷ trong tài khoản của mình sang tài khoản chứng khoán. Trong tài khoản ngân hàng của Đại Thiên có 5 tỏi, cộng thêm 5 tỷ của nhà họ Dương. Lúc này Đại Thiên có khoảng 10 tỷ trong tay, trong đó có 3 tỷ được chuyển nhanh vào tài khoản chứng khoán. Đại Thiên ngay lập tức khiến Pixel Aesthetics thu hút được 3 tỏi vốn và 3 tỏi đó ngay lập tức đã đẩy giá cổ phiếu của Pixel Aesthetics lên cao. Nó tăng điên cuồng. Cổ phiếu của Pixel Aesthetics tăng 100% kìa. Sẽ tăng giá từ 20,15 lên 30,20. Chỉ trong 3 phút, Đại Thiên đã khiến giá cổ phiếu của Pixel Aesthetics tăng lên 500%. Đây là sức mạnh của đồng tiền phải không? Trước đây tôi không có khái niệm tiền sinh ra tiền, nhưng hôm nay tôi đã tận mắt chứng kiến, việc này còn nhanh hơn lợn nái già sinh con. Lúc này, Lý Minh Giao bình tĩnh nói, người quê mùa rất năng động. Đã như vậy thì tôi không thể làm ngơ được rồi, tôi sẽ đầu tư vào 5 tỏi. 5 tỷ vốn đang đổ vào công nghệ nano, cổ phiếu bên đó bắt đầu tăng mạnh. Giá cổ phiếu của công nghệ nano đã tăng 5.000%, giá cổ phiếu của Đại Thiên mua hiện tại chỉ tăng 500%, khoảng cách là quá lớn. Tôi phải làm gì đây? Đại Thiên sẽ thua mất. Đoạn này quảng cáo nên mình không dịch. Các bạn hãy cho kênh xin một lượt đăng ký, một chia sẻ, một like và đừng quên comment nhé. Phim được dịch bởi Top Man Hua. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cô nào chồng bỏ chồng chê, nhấn nút đăng ký chồng mê đến già. Cô nào thấp bé lùn lùn, nhấn nút đăng ký chiều về nó đùn lên cao. Bạn nào chưa có người yêu, nhấn nút chia sẻ chiều về có ngay. Nhanh tay thì còn chậm chân thì bay vào Sài Gòn mà xem. 步骤一样嘛，更简单了。点左下角专属链接下载，进入游戏内部服务，上线看不到领取界面，你直接卸载，我这就去领。 Đại Thiên lúc này cũng cảm thấy hơi hoảng sợ. Lúc này thiên nhãn của tôi hoàn toàn vô dụng. Tôi hy vọng con át chủ bài của tôi sẽ có tác dụng. Tôi sẽ ném 7 tỷ còn lại vào mã cổ phiếu mà tôi đã mua, không giữ lại đồng nào. Nếu cứ chờ nửa tiếng thì chắc chắn sẽ thua. Kết quả của việc đầu tư 7 tỷ rất rõ ràng. Giá cổ phiếu Pixel Aesthetics tăng lên 6.000%. Chưa đầy 10 phút, giá cổ phiếu của Pixel Aesthetics đã giảm đáng kể so với Lý Minh Giao để thắng tôi. Không ngại sử dụng ngân hàng riêng của gia đình. Nó phụ thuộc vào tình hình thôi. Tôi hy vọng anh ta không hơn số tiền của tôi. Đại Thiên, tiền của bạn đã cạn kiệt rồi phải không? Để tôi biểu diễn cho cậu xem nhé. Tôi sẽ đầu tư thêm 10 tỏi nữa vào công nghệ nano. Một dòng tiền trị giá 10 tỏi đổ vào. Giá cổ phiếu công nghệ nano tăng vọt như lũ quét. Nó tăng lên rồi kìa. Nó đã tăng 10.000%. Hai người như đang xem chuyện cổ tích vậy. Công nghệ nano thường chỉ có giới hạn hàng ngày là 10%. Nếu muốn nó tăng 10.000% thì phải mất 1.000 ngày. Một ngày tăng bằng với gần 3 năm tăng bình thường. Chỉ còn 10 phút, giá cổ phiếu của công nghệ nano đã tăng lên 1.200 tệ, trong khi giá cổ phiếu của Pixel Aesthetics nó chỉ có 890 tệ. Không ngờ, anh ta thực sự đã lấy 15 tỷ đấu với tôi. Tôi đã bảo rồi, đồ quê mùa. Đây không phải là nơi bạn nên ở, bạn nên trở về Thiên Nam và đi chăn bò đi. Con lợn nhựa, đó là điều bạn nên làm. Đó là điều mà tầng lớp thấp kém ở xã hội làm và bạn ở tầng lớp đó. Bạn xứng đáng là tầng lớp thượng lưu sao? Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vì bạn không chịu rời khỏi Yến Vi nên tôi sẽ không cho bạn cơ hội lật ngược tình thế. Tôi sẽ tiếp tục đầu tư thêm 1 tỷ nữa vào công nghệ nano. Người 16 tỏi và người 10 tỏi, ngay cả kẻ ngốc cũng biết ai thắng. Còn 8 phút nữa, Yến Vi, hôm nay tôi sẽ cho bạn tận mắt chứng kiến tôi đánh bại thiên tài quê mùa này như thế nào. Đại Thiên, chúng ta phải làm gì đây? Đoạn này lại quảng cáo nữa rồi. Đại Thiên, đừng trách tôi nhiều lời. Nếu thua lần này, bạn vĩnh viễn mất đi cơ hội hợp tác với Dương Gia. Dương Gia sẽ không hợp tác với người thua cuộc. Tôi chỉ có thể lấy ra lá bài cuối cùng. Đại Thiên lấy điện thoại ra và gọi cho Thẩm Trương Long. Chú cháu cần huy động 8 tỏi để mua cổ phiếu của Pixel Aesthetics. Càng nhiều càng tốt. Tại sao bạn lại cần nhiều tiền như vậy? Bác Thẩm xin đừng hỏi nhiều, cháu đang gấp lắm. Lần này cháu nợ bác một ân huệ. Được rồi, tôi sẽ chuyển tiền ngay. Đồng thời, tại Tổng cục Tài chính Bắc Kinh, tất cả nhân viên cũng bị sốc. Thưa sếp, một số tiền khổng lồ đã được chuyển vào tài khoản chứng khoán. Và số tiền trong hai tài khoản này đã lên tới hàng chục tỷ đồng.
bạn vẫn chưa tìm ra lý do. Nhanh chóng tìm lý do hàng chục tỷ tại sao lại đầu tư vào hai cổ phiếu ít tên tuổi đó là mục đích gì. Nó có thể là quỹ nguyên tử hoặc Tiger Capital. Sếp, lý do đã được tìm thấy rồi. Đó có phải là một quỹ phòng hộ lớn của nước ngoài không hay là của liên minh của các gia đình giàu có ở Hồng Kông? Không phải vậy, là do người có tên Đại Thiên đang cạnh tranh cổ phiếu với thiếu gia họ Lý. Hàng chục tỷ tiền đã đổ vào. Trận chiến hôm nay giữa hai người này đã có tác động rất xấu vào thị trường. Các ngân hàng tài chính thủ đô gặp bất ổn, vượt qua lệnh của họ, sửa quy tắc chứng khoán ngay lập tức. Việc sử dụng số tiền lớn để làm giá cổ phiếu tăng thế này là đang ép giá tăng. Vì cuộc chiến của hai người bọn họ thực sự đã thay đổi quỹ đạo của thị trường chứng khoán. Sếp muốn dừng trận chiến này ngay lập tức phải không ạ? Không cần, đợi đến khi trận chiến kết thúc. Lúc này, trong phòng giao dịch, Đại Thiên cảm thấy hơi hoảng sợ. Không biết tám tỏi kia có chuyển kịp không? Đại Thiên, còn 3 phút nữa là kết thúc và tôi đã chuẩn bị ekip để quay video cho bạn. Thế giới tài chính khó lường, 3 phút hay 1 phút cũng đủ để thay đổi cục diện cuộc chiến. Ngay cả khi chết cận kề, ngươi vẫn để tôi xem bạn có thể làm gì được trước tình huống này. Còn 2 phút nữa là hết phiên, và khoảng cách giá cổ phiếu là gần 600 tệ, sẽ cần ít nhất 8 tỷ vốn để bù đắp. Việc sử dụng tiền quy mô lớn này để tăng giá cổ phiếu có thể dẫn đến việc số tiền cuối cùng được trả lại vào tài khoản ban đầu sẽ bị lỗ rất nhiều. Em trai, chị tin Đại Thiên có thể làm được điều này. Ha ha, chỉ còn vài chục giây cuối cùng thôi. Bạn đang tìm kiếm điều gì? Nhanh chóng thừa nhận thất bại đi. Ôi trời đất, nhìn cổ phiếu kìa. Giá cổ phiếu Direct Pixel Aesthetics đang tăng chóng mặt. Nó đã tăng từ 1.000 tệ lên 2.000 trong 10 giây. Ôi chúa ơi, ai tát tôi một cái đi. Không thể nào làm được điều này. Để nâng giá lên mức này sẽ phải tốn ít nhất 10 tỷ. Và phải đầu tư tất cả 10 tỷ trong một khoảnh khắc. Bạn đang bịp à? Chắc chắn bạn đang bịp. Bạn chỉ là con ếch ngồi đáy giếng. Bạn có sự hỗ trợ của gia đình phía sau. Còn tôi không có người sao, tôi có hậu thuẫn của người giàu nhất thiên nam. Lý Minh Giao như bị sét đánh ngang tai. Tại thời điểm này, điện thoại của Đại Thiên vang lên. Bạn có phải là Đại Thiên không? Tôi là nhân viên của Sở Tài chính Bắc Kinh. Vâng, bạn gọi tôi có chuyện gì vậy? Hãy để tôi giải thích tình hình. Giá cổ phiếu của công nghiệp Nano và Pixel Aesthetics biến động bất thường. Tôi vừa được thông báo rằng giá cổ phiếu đã bị vô hiệu và số tiền được trả lại vào tài khoản ban đầu. Lý Minh Giao, người chiến thắng đã được quyết định. Đen thôi, đỏ quên đi. Nói xong, anh ấy định rời khỏi đây. Bạn có quên gì không? Lý Minh Giao, ngươi chưa thực hiện lời hứa các cược với Đại Thiên về vụ này đấy. Tôi là thiếu gia họ Lý. Nếu bạn dám yêu cầu tôi bỏ xung quanh sảnh tầng 1 thì lý ra tôi sẽ không để bạn an toàn về Thiên Nam đâu. Anh Lý hoành tráng quá nhờ. Nhưng nếu tôi công khai việc bạn không giữ lời thì bạn nghĩ sao? Vân Long, đưa Lý thiếu gia xuống tầng 1 để anh ta thực hiện lời hứa. Vâng thưa sếp. Đại Thiên, nỗi nhục này tôi sẽ trả thù. Cứ đợi đấy, tôi sẽ cho bạn biết lý ra tôi mạnh thế nào. Ồ vậy tôi sẽ chờ điều đó, xem ai là kẻ hèn nhát. Đại Thiên, bạn ép Lý Minh bỏ trong đại sảnh như thế này, anh ấy chắc chắn sẽ gây rắc rối cho bạn. Không sao đâu, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Chẳng bao lâu ngày hẹn với Luo Tianxiang đã đến, Đại Thiên đã đến đài truyền hình như đã hứa. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.